Xin chào mọi người. Hôm nay cửa hàng móng quay Green tiếp tục lên video giới thiệu với các bạn một chiếc máy cắt cỏ của hãng Kawasaki. Kawasaki TH34. Cách đây 2 hôm thì cửa hàng mình cũng có lên một video giới thiệu với các bạn về một cái mẫu máy cắt cỏ này rồi. Cách đây 2 hôm cũng có một video rồi các bạn nhé. Đấy thì vừa rồi thì mình về được 5-6 con như này các bạn nhé. Nó cũng tương tự như này. Thì về 5-6 con. Video đó thì là mình lên nhanh và không có test lỗ, cho nên là hiện tại thì là mình đã bán được 4 con rồi. Và một số khách thì là vẫn còn có liên hệ và có hỏi là muốn được xem cái video test lỗ máy. Thì hiện tại bây giờ thì cửa hàng mình thì đang còn hiện tại hôm nay tại cửa hàng thì là còn 2 con như này các bạn nhé. Một con thì đây mình lên video này, một con này bộ giật trợ lực, còn lại thì bộ giật thường các bạn nhé. Con còn lại thì mình không để ở đây, không lên video, nhưng mà các bạn mua thì nó sẽ chênh nhau 100.000 thôi. Những cái bộ giật trợ lực thì nó đắt hơn 100.000, còn bộ giật thường thì nó rẻ hơn 100.000. Chất lượng máy thì là nó như nhau các bạn nhá, độ mới độ đẹp của nó thì đều như nhau. Đấy thì một số khách hàng thì mua hàng thì tin tưởng cửa hàng thì có thể là chốt luôn, hoặc có thể là kết bạn Zalo với mình thì mình sẽ gửi hình ảnh và video qua Zalo cho các bạn. Còn video để mà lên YouTube ấy, thì là mình rất ít thời gian, cho nên là mình cũng không lên video được nhiều, và mình cũng không bày ra nhiều máy để lên một video, mà mình chỉ lấy đại diện một chiếc hoặc 1-2-3 chiếc tùy từng video mà mình lên đại diện cho cái mẫu đấy thôi. Còn mình bán ra thì nó máy thì nó chất lượng nó như nhau các bạn nhé. Trước khi mà giao cho khách thì là nếu khách mà có nhu cầu, có yêu cầu thì là mình đều có chụp ảnh và gửi video những cái con máy trước khi gửi cho khách hàng để cho khách hàng chốt đấy. Còn khách hàng mà tin tưởng thì là cứ chuyển khoản đặt cọc thì là cửa hàng sẽ soạn đầy đủ, soạn kỹ, test kỹ máy trước khi gửi và soạn đủ đồ gửi cho khách hàng. Đấy, video này thì mình sẽ lên video, mình sẽ test nổ con này để cho các bạn tham khảo. Con này thì mình sẽ nói qua để cho bạn nào mà chưa biết thì có thể là nắm được thêm. Con này nhá, nó sử dụng động cơ 34cc, lòng của nó là 37 ly và nó sử dụng tum rời các bạn nhá. Đấy, tum rời rất là đẹp và chế hòa khí là One Pro các bạn nhá. Hai kim chỉnh, đấy, rất là ngon luôn. Tất cả mọi thứ thì đều zin nguyên bản cả. Con này thì bộ giật trợ lực, còn cái con còn lại thì là bộ giật thường. Đây là cần và tay ghi đông của nó. Cái con này thì nó tích hợp dây điện và dây ga, nó luồn trong cái ống ruột gà này và nó lối lên phần tay cầm này. Đi theo máy là tay ga gạt zin của nó đây các bạn nhá. Đấy, nếu bạn nào mà thích tay ga bóp thì là cửa hàng sẽ tặng kèm theo một cái tay ga bóp để các bạn tự thay thế. Còn công tắc của nó ở trên tay cầm này. Còn cái con còn lại thì là cái công tắc nó sẽ tích hợp sẵn ở cái thân máy này các bạn nhé. Cái đó thì là nó đều rất rất dễ sử dụng thôi. Khi mà chúng ta đeo ở đây thì tiện tay thì chúng ta tắt ở đây, còn nếu không thì chúng ta ngoặt tay lại chúng ta tắt ở đây. Đấy là nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, chắn cỏ và đầu bò zin đi theo máy các bạn nhé. Chắn cỏ và đầu bò zin luôn. Đây các bạn có thể thấy được là cái độ đẹp của nó đây. Cái bát và là cái chén chống mòn ốc này. Đấy, cái bát chống sắt cỏ này rất xịn sò. Đấy, đây. Toàn là đồ xịn, đồ Nhật cả các bạn nhá. Đây, chắn cỏ zin, chắn cỏ thì là mình chưa có vệ sinh cho nên là nó vẫn còn cái nhựa cỏ cũ bám ở đây. Điều đó thì không sao cả. Đấy, nó ngon lành thôi. Đây, một con máy này rất là mới các bạn ạ. Rất ít khi nào mình về được cái lô máy nó đẹp như cái lô này. Lô này mình về được 6 con mà đẹp như nhau luôn. Cực kỳ đẹp luôn, mà hàng này là hàng tuyển, hàng chọn nhá các bạn nhá. Nếu như mà thực sự như chúng ta mà suy nghĩ rằng là một cái gì đó là hàng bãi thì nó là những đồ hàng thải của bên nước ngoài về, nhưng mà hoàn toàn không phải các bạn ạ. Cửa hàng mình là chuyên là những hàng chọn, mà nó không phải chọn ở Việt Nam đâu, mà nó được lựa chọn ngay từ bên Nhật cơ. Để mà chọn được những cái con máy này mà nó còn đang hoạt động bình thường ở bên Nhật thì nó còn ngon hơn cả những con máy mới bây giờ các bạn ạ. Những cái máy mới đời mới bây giờ ấy, thì không không thể nào ăn được những cái con máy mà đời cũ mà nó đẹp như này nhé các bạn nhé.
cái này là cái đời cũ, nó là sản xuất theo kiểu là tiêu chuẩn của nó là tiêu chuẩn nồi đồng cuối đá con nhé. Và những con máy này thì hàng chọn thì nó khác như thế nào so với những máy hàng hàng rác? Thì những con máy hàng rác là nó sử dụng nó nát bét rồi, hỏng thì nó vứt đi, Việt Nam thì tận dụng về để sửa chữa lại. Còn những cái con máy này thì hàng chọn thì nó rất là đẹp, nó rất ít sử dụng luôn. Cái chủ trước của nó hầu như là không sử dụng và nó còn chất lượng của nó như mới. Các bạn có thể thấy bộ hơi của nó này. À, cái bộ hơi này nhìn như máy xuất xưởng luôn. Rồi thôi không nói nhiều, mình sẽ test nổ tiếng máy cho các bạn tham khảo. Bộ giật trợ lực của đây rất dễ nổ các bạn nhá. À, công tắc đây. Đấy. Máy chạy cực êm luôn. Cực kỳ đã luôn. Rồi ok, mình sẽ test, mình sẽ ga mạnh lên cho các bạn xem. Ok. Máy lỗi như vậy là quá ngon rồi các bạn nhé. Như máy mới luôn. Chả có khác máy mới ở chỗ nào cả. Đấy. Giá thì vô cùng hợp lý luôn. Đấy. Tất nhiên là so với hàng bãi thì những cái con máy tuyển chọn này thì là giá nó sẽ hơi cao hơn những cái hàng rác một chút. Cho nên là các bạn mua thì là phải xem kỹ. Chúng ta mua hàng rác về, hàng nát về. Nhiều cửa hàng người ta chào hàng rất là rẻ. Đấy. Tuy nhiên là khách hàng mua về không hỏng thì cái nọ thì hỏng cái kia, mất hết cả thời gian đi sửa, không sửa cái loại sửa cái kia. Nhưng mà cái con máy như này nó còn nguyên lành như này, phun chức năng luôn, về chỉ việc đổ xăng vào là sử dụng thôi, rất là sướng. Giá của sản phẩm và số điện thoại mình luôn ghi ở phần mô tả video nhé. Rồi ok, lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.